Dạ vâng, rất hân hoan chào đón tất cả các bác quay trở lại với Trung tâm Điện tử Phạm Quyết Audio, thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Và hôm nay một buổi sáng của ngày mùng 2 tháng 8 năm 2022 thì Trung tâm sẽ review lên cho tất cả các bác với một cấu hình karaoke, một dàn âm thanh karaoke combo của TG Acoustic các bác nhé. TG Acoustic, một trong những thương hiệu rất lớn, nhà máy thương hiệu TG Acoustic chuyên sản xuất linh kiện âm thanh karaoke chuyên nghiệp, đấy, cao cấp, có xuất xứ tại Canada các bác nhé. TG Acoustic, một trong những các bác thì cứ hỏi gọi điện là TG Acoustic là xuất xứ ở nước nào thì xin thưa với các bác, TG Acoustic đấy là xuất xứ tại Canada và đơn vị là sản xuất, đấy, nhập và phân phối độc quyền tại Việt Nam các bác nhé. TG Acoustic hàng chính hãng, đấy, chế độ của nó là bảo hành được 1 năm và cũng như tất cả các đại lý là chế độ bảo hành là luôn được 1 năm và lỗi đổi mới trong vòng 3 tháng đầu. Và Trung tâm lay là kết ghép bên một cấu hình karaoke combo 5 dòng sản phẩm, tất cả là đều của TG Acoustic đấy, để phù hợp với không gian gia đình các bác nhá. Không gian gia đình, các phòng khách mà kê một bộ này thì phải quá tuyệt vời luôn đấy, rất đẹp đấy, đẹp về thẩm mỹ, được kê trong phòng nhà các bác nhá, rất lịch sự. Và đây cũng là một trong những cấu hình rất đẹp mắt, đưa ra chất âm phải nói tuyệt vời. Và Trung tâm xin mời các bác đi theo em để em sẽ quay gần lại để các bác xem về mặt mũi của tất cả những dòng sản phẩm của T hàng chính hãng và TG Acoustic các bác nhé. 5 dòng sản phẩm, tất cả xin nhắc lại là combo, tất cả đều là hãng của hãng TG Acoustic. Dạ vâng, xin mời các bác. Dạ vâng, trước mặt các bác đó là một trong những 4 sản phẩm đấy, quả không thể thiếu được cho một dàn âm thanh karaoke đấy. 4 dòng sản phẩm là TG Acoustic trước mặt các bác đấy, rất là tuyệt vời, hàng chính hãng, phải nói là trong tất cả những dòng sản phẩm của hãng nó có độ sắc nét đấy các bác nhá, xịn sò đấy, tất cả những dòng sản phẩm phải nói là rất đẹp mắt đấy. Chúng tôi quay gần này để các bác nghe, các bác xem từng chi tiết các bác nhá. Đối với tất cả các bác nào mà yêu âm thanh đấy, mê ca hát trên mọi miền đất nước thì cũng không còn lạ lẫm gì với thương hiệu TG Acoustic, một trong những thương hiệu phải nói là đưa ra những chất lượng chất âm đấy, đã làm say mê, phải nói say mê tất cả các bác yêu âm nhạc. Với giá cả thì nó cũng rất hợp lý thôi các bác nhé, rất hợp lý. Đấy, phải nói là đây là thương hiệu TG Acoustic đầu tiên, thì đó là một máy đẩy công suất đấy, 2 kênh đấy, DK2.8N chạy 24 sò, mạch thì mạch NA, đưa ra những xuất âm tiếng rất là sáng đấy, rất hay. Đẩy công suất đạt công suất là 700-800W trên 1 kênh, tổng 2 kênh các bác nhé. Nguồn là nõi dây đồng nguyên chất đấy, các bác sử dụng thì quá an tâm. Cái mạch NA thì các bác có thể sử dụng trong vòng là 7 đến 10 năm khi mà nó lỗi, hay là nó có lỗi một cái linh kiện nào thì cực kỳ là dễ thay, cực kỳ là dễ sửa chữa các bác nhé. Cái dòng này thì các bác thay con trở ra là xong đấy, chứ không liên quan đấy, cho dòng này nó gọi là cực kỳ là ăn chắc mặt bền, nồi đồng cuối đá đấy. Dòng này và nó mà về mặt trước thì phải cũng quá tuyệt vời luôn đấy, công suất thì gánh 700-800W trên 1 kênh rồi đấy. Dòng sản phẩm thứ hai thì đó là một em vang cơ, là vang cơ nhá, TG Acoustic này, T6 Limit đấy, một trong những sản phẩm đấy đã gây được rất nhiều tiếng vang trong suốt thời gian vừa qua, thì nó là hỗ trợ đường cổng quang bắt sóng vào YouTube đấy. Em này có vỉ chống hú thì tích hợp ở bên trong rồi đấy, chống hú hú cực tốt luôn đấy. Echo thì rất chi là ngọt ngào để các bác hát karaoke đấy, dòng này là quá tuyệt vời đấy. Có 3 lỗ cắm mic ở phía trước và 2 có 1 lỗ cắm mic ở phía sau
đấy, rất thuận lợi. Đấy, dòng sản phẩm thứ ba thì đó là một con nâng tiếng CP900 Premium. Đấy, em này thì cũng hỗ trợ đường cổng quang bắt sóng Bluetooth. Đấy, có đường cắt súp ở đây nhá. Đấy, bên này cắt súp này. Đấy, bên này là tiếng súp, tiếng bắt. Khi các bác cắm những em trầm, em súp điện ở em lưng tiếng này thì to nhỏ ở đây nhá các bác nhá, to nhỏ ở đây. Đấy, to nhỏ ở đây. Đấy, rất quá tuyệt vời luôn. Đấy, và em này thì phải nói đưa ra những lưng, những lời, những nhạc là tiếng bát nó mềm, mềm chép nó sáng các bác nhá. Đấy, với con lưng tiếng này thì cũng không thể thiếu được cho một cấu hình cà phê trọn vẹn, thì các bác không thể bỏ qua em lưng tiếng này. Đấy, các bác đã yêu âm nhạc, mê ca hát trên mọi miền đất nước, các bác đã và đang sử dụng để lưng tiếng thì các bác mới thấy được hiệu quả của em lưng tiếng này. Sản phẩm thứ tư đấy, đó là một đầu mic không dây M8 Pro. Đấy, hai tay nắm màu lông chuột cực kỳ sang trọng, xịn sò. Đấy, hát rất nhẹ và bay. Hai cần anten bắt sóng thì khoảng độ 50m các bác nhé, trên 50m. Đấy, đâu đó trên 50m quay đầu. Đấy, thì với những dòng này thì là hát rất nhẹ và bay. Đấy, đưa những tiếng nó nhẹ, tiếng mic nhẹ phù hợp với các giọng ca nam nữ các bác nhé. Với một combo là 4 dòng sản phẩm này thì không thể thiếu được. Nếu như ví dụ các bác có thể là ở nhà mình có những cặp loa rồi thì với 4 dòng sản phẩm này sẽ là sự lựa chọn đấy, tuyệt vời để các bác về kết ghép với những cặp loa nhà các bác. Và sản phẩm cuối cùng, sản phẩm thứ 5 thì đó là một cặp loa TJ Acoustic đấy, màu đen đấy, sơn sần. Đấy, sơn sần. Và em này thì chạy bằng bát 30 và chạy bằng chép kèn trở kháng 8 ohm. Đấy, đặt công suất rơi vào 500W trên một loa các bác nhé, 500W trên một loa. Đấy, các bác nhớ cho là trở kháng 8 ohm các bác nhé. Đấy, chúng tôi sẽ quay gần lại các bác xem chiêm ngưỡng sản phẩm hãng rất tuyệt vời luôn các bác nhé. Đấy, thì giờ có thích đây. Đấy, có quét cả mã vạch các bác nhé. Các bác chỉ cần quét vào đây, mã vạch đây sẽ ra thương hiệu của TJ Acoustic. Các bác vào trong đó xem sản phẩm, xem giá ở trong đó nhé. Đấy, và trung tâm Phạm Quyết Audio thì là một trong những thương đại lý chính thức thương hiệu của TJ Acoustic. Đấy, các bác dùng trung tâm thì là một trong những đại lý độc quyền. Đấy, cho nên các bác dùng thì các bác cứ an tâm. Đấy, để Phạm Quyết Audio sẽ lo cho các bác về chế độ bảo hành. Đấy, căng của nó màu đen rất là đẹp mắt các bác nhé, rất là đẹp mắt. Và để có nghĩa là hôm nay chúng tôi sẽ review sản phẩm một cấu hình karaoke có lẽ là sẽ được yêu thích trong suốt thời gian vừa qua. Đấy, nó là xịn sò và chất âm thì đưa ra thì sẽ là tuyệt vời. Và trung tâm sẽ bây giờ xin phép các bác sẽ xin mời các bác nghe đánh giá chất âm cũng như là nghe trung tâm Phạm Quyết Audio hát một đoạn karaoke để các bác thẩm âm, nghe chất âm với một cấu hình karaoke là tất cả combo và tất cả đều là sản phẩm chính hãng TJ Acoustic. Xin mời các bác.
Dạ vâng, phải nói là chất âm nghe nhạc cũng như là các bác hát karaoke rất chi là ngọt ngào, tuyệt vời với những sản phẩm chính hãng của TZ Acoustic các bác nhé. Các bác nào đang và có ý định là mua sắm cho gia đình nhà mình những sản phẩm màn TZ chính hãng thì mọi thông tin mua sắm cũng như là kỹ thuật đấy, có các bác nào quan tâm thì hãy alo cho bên Phạm Quyết Audio với số điện thoại 0325004686. Thì trung tâm cũng như các bác cần hỗ trợ về kỹ thuật thì các bác cứ mạnh dạn alo cho Phạm Quyết Audio, thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam để được tư vấn cũng như là tham khảo mua sắm đấy. Mọi chi tiết thì xin mời các bác hãy đăng ký vào kênh, đăng ký kênh, ủng hộ kênh. Các bác cũng như là các bác kết bạn Zalo, các bác cần những về kỹ thuật hay là tinh chỉnh một cấu hình karaoke thì các bác cũng sẽ cứ mạnh dạn gọi điện cho Phạm Quyết Audio nhé. Và cuối cùng xin được chúc tất cả các bác nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video bổ ích, như là ví dụ như chẳng hạn như là các bác có thể tiếp theo trung tâm sẽ hướng dẫn các bác cách kết nối một cấu hình karaoke đưa ra chất âm sẽ là hiệu quả nhất các bác nhé. Rất nhiều video, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.